Chương 6, 6 Pháp, 50 Kinh thứ nhất. Một La Mã, phẩm đáng được cung kính. Một, đáng được cung kính. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thành tựu sáu pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. 2. Đáng được cung kính. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già hay đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và trờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến phạm thiên. Giới thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người ở xa và gần. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy rõ biết như sau: tâm có tham, rõ biết là tâm có tham, hay tâm ly tham, hay tâm có sân, hay tâm ly sân, hay tâm có si, hay tâm ly si, hay tâm chuyên chú, hay tâm tán đoạn, hay đại hành tâm, hay không phải đại hành tâm, hay tâm chưa vô thượng, hay tâm vô thượng, hay tâm thiền định, hay tâm không thiền định, hay tâm giải thoát, hay tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát. Nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu,
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 3. Các căn. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Giới tính căn, giới tấn căn, giới niệm căn, giới định căn, giới tuệ căn. Do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, là vô thượng phước điền ở đời. 4. Các lực. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, là vô thượng phước điền ở đời. 5. Con ngựa thuần chủng. Thành tựu sáu chi phần, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc và đầy đủ dung sắc. Thành tựu sáu chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu sáu pháp, tỷ kheo đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc, kham nhẫn các pháp. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. 6. Con ngựa thuần chủng. Như kinh trên số 5, chỉ thay đổi đầy đủ dung sắc với đầy đủ sức mạnh cho số 6 và với đầy đủ tốc lực cho số 7. 8. Vô thượng. Có 6 vô thượng này, này các tỷ kheo, thế nào là 6? Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm vô thượng. Này các tỷ kheo, có sáu vô thượng này. 9. Tùy niệm xứ. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thế nào là sáu? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm này. 10. Mahanama. Một thời Thế Tôn trú giữa các vị Thích Ca tại Kapilavatthu, khu vườn Nirora. Rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích
Mahanama bạch Thế Tôn: Vị thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn. Này Mahanama, thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với nếp sống này sống một cách sung mãn. Ở đây, này Mahanama, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, đây là Thế Tôn Phật Thế Tôn. Khi nào, này Mahanama, thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahanama, một thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật. Lại nữa, này Mahanama, thánh đệ tử tùy niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào pháp. Và này Mahanama, thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm pháp. Lại nữa, này Mahanama, thánh đệ tử tùy niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm chúng tăng, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm tăng. Lại nữa, này Mahanama, thánh đệ tử tùy niệm các giới của mình, giới không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không có uế tạp, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về thánh đệ tử này được nói như sau:
với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tự mình niệm thí của mình, thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng với quần chúng bị cấu uế sang tham chi phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế của sang tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm bố thí, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm bố thí. Lại nữa, này Mahanama, thánh đệ tử tu tập tùy niệm thiên. Có chư thiên bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tushita, có chư thiên hóa lạc thiên, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với giới như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với thí như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta, đầy đủ với tuệ như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng đầy đủ ở nơi ta. Khi vị ấy niệm tính giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào chư thiên. Và này Mahanama, thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử nào đã ra đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sống một cách sung mãn với nếp sống này. Hai La Mã phẩm cần phải nhớ. Một, cần phải nhớ. Này các tỷ kheo, có sáu pháp cần phải ghi nhớ này. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú thân làm từ đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng, đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú lời nói từ đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng, đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú ý nghĩa từ
đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các giới luật không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu giới luật trong các giới luật ấy, đối với các đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy, đối với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. 2. Cần phải nhớ. Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này. Này các tỷ kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo an trú lời nói từ, ý nghĩ từ đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các giới luật không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu giới luật trong các giới luật ấy, đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa, này các tỷ kheo đối với các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Này các tỷ kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. 3. Xuất ly giới. Này các tỷ kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa
và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện như vậy không xảy ra. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát sân tâm, tức là từ tâm giải thoát. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát hại tâm, tức là bi tâm giải thoát. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị, an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát bất lạc tâm, tức là hỷ tâm giải thoát. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói: chớ có như vậy, hiền giả chớ nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật là không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tham tâm, tức là xả tâm giải thoát.